Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, được rồi. Cho mày 25 roi. Và đừng quên đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cabo, nhanh lên, chuyển nó đi, về đi về phía trước. Đây, mày đi lấy nước đi. Có một ý nghĩ, tôi nghĩ thế. Hai mày, chờ đã. Bây giờ, ở dòng suối, tôi sẽ đánh hắn. Được rồi, đi về phía trước. Nói gì mà lâu thế? Tôi không biết. Ở đây nha. Tôi phải đi xem một chút. Chỉ huy. Chỉ huy Wolf. Chỉ huy, hai tù nhân, họ đã chạy thoát ở dòng suối. Chúng có một khẩu súng. Mày, mày và mày, theo tao. Họ đã đi hết rồi. Đi nào. Đi thôi nào. Những người đứng đây chú ý. Sáng nay hai tên tù nhân đã chạy trốn từ doanh trại phía nam. 13 tù nhân khác cũng cố thử chạy trốn. Nếu bất kỳ ai trong số các người thích cổ vũ như vậy thì bước lên phía trước. Đừng hòng thoát khỏi trong trại này. Tôi sẽ nhắc lại rằng đừng hòng thoát khỏi trong trại này. Chúng ta sẽ giết 13 người đàn ông này trong lúc các người chứng kiến. Nhưng chúng ta sẽ làm nhiều hơn. Chúng ta sẽ cho phép từng người được quyền tuyển chọn một người để cùng chết với mình. Hôm nay sẽ có 26 người chết. Đi và chọn người đồng hành với các người đi. Tất cả các người được tự do đi lên trên và chọn người đi cùng. Làm ngay đi. Tôi nói, làm ngay đi. Làm ngay đi. Không. Không ai trong chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm. Để tao giải thích cho nghe. Đây là một bài toán đơn giản. Sẽ không có quá khó để hiểu đâu. Nếu 13 người đàn ông các người không chọn 13 người chết chung với các người, sau đó ta sẽ chọn 50 người. Vì thế đó là quyết định của các người. 13 hay 50?
Mọi người hãy theo hàng. Power, Neiman đã chết trong xưởng giày. Và Forlaster, tất cả đã đều bị sát hại. Không, dừng lại. Chúng ta không thể đi ra cửa chính ngay bây giờ. Xin hãy nghe tôi. Ngày của chúng ta đã đến. Tất cả SS đã chết. Vận mệnh trong tay của chính các người. Hỡi tất cả những người còn sống sót, các nhân chứng, hãy để thế giới biết những gì đang xảy ra ở đây. Thiên Chúa ở cùng bạn. Không có gì có thể ngăn cản bạn ngay bây giờ. Chạy đi. Đi, tiến lên. Nhanh lên, hãy tự cứu mình. Bạn là người tự do. Cánh cửa đã được ngã xuống. Chạy đi, nhanh lên. Nhanh lên nào. Chạy đi. Chạy đi. Dậy đi, dậy đi. Dậy đi nào, chạy đi. Leon, đi thôi. Đi thôi, chúng ta phải đi ngay. Che cho tôi. Chạy đi. Slomo, em có bị thương không? Không, Slomo, hãy chạy ra ngoài đi. Đưa Moses đi cùng em và tôi sẽ gặp lại em ở trong rừng. Đi đi,